Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27. Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si tim hình vuông, 5 thước bề dài, 5 thước bề ngang và bề cao 3 thước. Nơi 4 góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng: bình đựng tro, vá, ản, nĩa và bình hương. Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng, và nơi 4 góc rá làm 4 cái khoen bằng đồng, rồi để rá đó dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao. Cũng hãy chuốt đòn khiêng bàn thờ bằng cây si tim bọc đồng, rồi xỏ vào những khoen. Khi khiêng đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ. Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bọng, làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam của hành lang, làm bố vi bằng vải gai đậu mịn dài 100 thước, cùng 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Về phía bắc cũng vậy, bố vi đó có 100 thước bề dài, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Bố vi của hành lang về phía tây có 50 thước bề dài, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ. Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có 50 thước. Phía hữu có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Phía tả có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Còn cửa hành lang có một bức màn dài 20 thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có thêu, cùng 4 cây trụ và 4 lỗ trụ. Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau. Đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. Bề dài của hành lang được 100 thước bề ngang, mỗi phía 50 thước, bề cao 5 thước. Bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang đều sẽ làm bằng đồng. Ngươi hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bản chứng, Aaron cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ. Chương 28. Trong vòng dân Israel, ngươi hãy chọn Aaron anh ngươi cùng các con trai người là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta. Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban cho đầy tính trí huệ, chế bộ áo cho Aaron, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Họ sẽ chế ephod bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. Hai bên ephod làm 2 đai vai đâu đầu vào ephod. Đai để cột ephod ở phía ngoài sẽ làm nguyên miếng một, cũng như công việc ephod, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ngươi hãy lấy 2 viên bích ngọc mà khắc các tên con trai Israel ở trên. 6 tên trên viên bích ngọc này, 6 tên trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc các tên con trai Israel trên 2 viên bích ngọc đó như cách của thợ khắc con dấu và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn 2 viên bích ngọc đó
trên hai đai vai ephod dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Israel. Aaron sẽ mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng hãy làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế và móc gài. Bản đeo ngực về sự xét đoán ngươi cũng phải làm cho cực xảo y như ephod, tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Bản đeo ngực hình vuông và may lót, bề dài một em bang, bề ngang một em bang. Ngươi hãy gắn bốn hàng ngọc vào bản đeo ngực. Hàng thứ nhất, gắn ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này sẽ khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó hết thảy là 12 viên, tùy theo tên các con trai Israel. Trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong 12 chi phái Israel, như người ta khắc con dấu vậy. Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh như hình dây, chuyền trên bảng đeo ngực, rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng và hai đầu sợi chuyền cột vào móc gai. Đoạn gắn trên hai đai vai ephod về phía đằng trước ngực. Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ephod. Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng, gắn vào hai đầu dưới đai vai ephod ném về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đeo ngực lại cùng hai cái khoanh ephod, hầu cho nó dính với đai, đừng rớt khỏi ephod. Thế thì khi nào Aaron vào nơi thánh sẽ mang trên lòng mình tên các con trai Israel nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn Urim và Thumim vào, đặng khi Aaron đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, Aaron sẽ mang sự xét đoán của con trai Israel trên lòng mình luôn luôn. Ngươi cũng hãy may áo dài của ephod toàn bằng vải tím. Ở giữa áo có một lỗ tròng đầu vào, viền chung quanh, dệt như lỗ áo giáp mặc lưới để cho khỏi tét. Nơi biên dưới, hãy thắt trái lựu màu tím, đỏ điều, đỏ sậm cùng chuông vàng nhỏ đương tréo nhau ở vòng theo viền, nghĩa là một cái chuông rồi kế một trái lựu ở vòng khắp chung quanh viền áo. Khi Aaron hầu việc tế lễ sẽ mặc áo đó, và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ và Aaron khỏi chết vậy. Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó khắc như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va. Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cái mũ. Thẻ đó sẽ ở trên trán Aaron. Aaron gánh tội lỗi của dân Israel phạm trong khi họ dâng của lễ thánh. Thẻ đó sẽ ở nơi trán Aaron luôn luôn để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy chế một cái áo lá mặt trong bằng vải gai mịn, một cái mũ bằng vải gai mịn và một cái đai thêu. Ngươi cũng hãy chế cho các con trai Aaron áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người. Hãy sức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. Aaron cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lệnh đời đời cho Aaron và dòng dõi người. Chương 29. Đây là điều ngươi sẽ làm đặng biệt Aaron và con trai người riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tỳ vít, dùng bột mì thật mịn làm bánh không men, bánh nhỏ không men nhồi với dầu và bánh tráng không men tẩm dầu, rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng luôn lên cùng bò tơ đực
và hai chiên đực. Đoạn ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ. Kế đó, lấy bộ áo mặc cho A-rôn, tức là áo lá mặc trong, áo dài của ê-phót, ê-phót và bảng đeo ngực, rồi lấy đai của ê-phót thắt lưng cho người. Đoạn, đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ, cùng lấy dầu sức đổ trên đầu và sức cho người. Lại biểu các con trai A-rôn đến gần mặc áo lá cho họ, rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho A-rôn cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh đời đời cho họ. Ngươi lập A-rôn và các con trai người là thế. Đoạn, hãy dắt con bò tơ đực lại gần trước hội mạc. A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu con bò đó. Ngươi hãy giết bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc, rồi lấy huyết bò đó nhúng ngón tay vào, bôi các sừng của bàn thờ và đổ khắp dưới chân bàn thờ. Cũng hãy lấy hết thảy những mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật và mỡ trên trái cật mà đem xông trên bàn thờ. Nhưng ở ngoài trại quân hãy thiêu hết thịt da và phẫn của con bò đực đó. Ấy là một của lễ chuộc tội vậy. Ngươi cũng hãy bắt một trong hai con chiên đực. A-rôn và các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết chiên đực đó, lấy huyết mà rưới khắp chung quanh trên bàn thờ. Kế đó xả chiên ra từng miếng, rửa sạch bộ lòng và giò đi, rồi để lên trên các miếng đã xả và đầu nó. Đoạn xông cả con chiên đực tại trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va vậy. Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực thứ nhì. A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi ngươi giết chiên đực đó, lấy huyết bôi nơi trái tai hữu của A-rôn và của các con trai người, trên ngón cái bàn tay mặt và ngón cái bàn chân mặt. Huyết còn dư hãy rưới chung quanh trên bàn thờ. Ngươi hãy lấy huyết ở nơi bàn thờ và dầu sức mà rải trên mình và quần áo A-rôn, cùng trên mình và quần áo các con trai người. Như vậy, A-rôn cùng quần áo mình, các con trai người cùng quần áo họ sẽ được biệt riêng ra thánh. Vì cớ chiên đực đó dùng làm lễ truyền chức, nên ngươi hãy lấy mỡ, đuôi, mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật, cùng mỡ trên trái cật và giò bên hữu, lại lấy luôn một ổ bánh, một bánh nhỏ nhồi với dầu và một cái bánh tráng ở trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi ngươi để mấy món đó trong lòng bàn tay A-rôn và trong lòng bàn tay của các con trai người mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, hãy lấy ra khỏi bàn tay họ đem xông trên bàn thờ ở trên của lễ thiêu để cho có mùi thơm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Cũng hãy lấy cái o chiên đực về lễ lập A-rôn mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, ấy sẽ về phần ngươi. Vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra thánh cái o và giò của chiên đực đã dùng làm lễ lập A-rôn cùng các con trai người, tức là o đã đưa qua đưa lại và giò đã dơ lên. Lễ vật này sẽ do nơi Israel dâng cho A-rôn cùng các con trai người, tùy theo mạng lệnh đời đời đã lập, vì là một điều ban cho bởi trong các của lễ thù ân của dân Israel, tức là một của lễ dơ lên mà họ dâng cho Đức Giê-hô-va vậy. Những áo thánh của A-rôn sẽ để lại cho các con trai nối sau người, để họ mặc áo đó được sức dầu và lập trong chức tế lễ. Ai trong vòng con trai người được làm thầy tế lễ thế cho người mà đến hội mạc đặng hầu việc tại nơi thánh thì sẽ mặc áo đó trong 7 ngày. Đoạn, người hãy bắt con chiên đực dùng làm lễ thiết lập mà nấu thịt nó trong một nơi thánh. A-rôn cùng các con trai người sẽ ăn thịt chiên đực đó cùng bánh trong giỏ nơi cửa hội mạc. Vậy, họ sẽ ăn các món này, bởi đó được chuộc tội để lập và biệt họ riêng ra thánh. Nhưng khách ngoại bang chẳng được ăn vì các món đó đã biệt riêng ra thánh rồi. Nếu thịt lễ thiết lập và bánh còn dư lại đến ngày mai, ngươi hãy thiêu trong lửa, chớ nên ăn vì là của đã biệt riêng ra thánh. Vậy, theo mọi điều ta phán dặn, ngươi hãy làm cho A-rôn cùng các con trai người và lập họ trong 7 ngày. Mỗi ngày, hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng sức dầu cho
để biệt bàn thờ riêng ra thánh. Trong 7 ngày, ngươi hãy làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và biệt riêng ra thánh. Bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật chi đụng đến đều sẽ được nên thánh vậy. Đây là điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ: 2 chiên con 1 tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. Buổi sớm mai ngươi hãy dâng 1 trong 2 chiên con, con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối. Với con chiên thứ nhất, hãy dâng 1/10 bột mì mịn nhồi với 1/4 hin dầu ép và cùng lễ quán 1/4 hin rượu nho. Về con chiên thứ nhì, hãy dâng vào buổi chiều tối với 1 của lễ và 1 lễ quán y như lễ sớm mai. Ấy là 1 của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là 1 của lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn trải qua các đời tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi. Vậy ta sẽ có tại đó cùng dân Israel, chỗ này sẽ vì sự vinh hiển ta mà được biệt riêng ra thánh. Ta sẽ biệt hội mạc cùng bàn thờ riêng ra thánh, cũng biệt A-rôn và các con trai người riêng ra thánh nữa, đặng họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Ta sẽ ở giữa dân Israel làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Thi Thiên 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhưng vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Chương 51. Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta. Khá nhìn xem vần đá mà các ngươi đã được đục ra, và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên. Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Abraham, cùng Sarah là người đã sinh sản các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình, ta đã ban phước cho người nên nhiều. Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn, Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Ê-đen, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va. Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn và tiếng ca hát. Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta. Hỡi nước ta, hãy lắng tai cho ta. Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình
làm sự sáng cho các dân. Sự công bình của ta đã gần, sự cứu rỗi của ta đã ra. Cánh tay ta sẽ xét đoán các dân, các cù lao sẽ trông đợi ta, và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta. Hãy ngước mắt lên các tầng trời và cúi xem dưới đất, vì các tầng trời sẽ tan ra như khói. Đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi. Nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi. Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta. Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc. Vì sâu sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên. Nhưng sự công bình của ta sẽ còn mãi, sự cứu rỗi của ta còn đến muôn đời. Hỡi cánh tay Đức Giê-hô-va, hãy thức dậy, hãy mặc lấy sức mạnh đi. Hãy thức dậy như ngày xưa, như các đời thượng cổ. Há chẳng phải Ngài là đấng đã phân thây Ra-háp và đâm con quái vật lớn sao? Há chẳng phải Ngài là đấng đã làm cạn biển, tắt nước vực lớn, làm cho biển sâu ra một con đường, hầu cho dân ta đã được chuộc đi qua sao? Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỷ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi. Ta, chính ta là đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ, mà lại quên Đức Giê-hô-va đấng tạo ngươi, đã dương các tầng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi. Vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu? Kẻ bị bắt đem đi sẽ chóng được tha ra, sẽ chẳng chết trong hầm và cũng không thiếu lương thực. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là đấng làm cho biển động, sóng bổ ầm ầm. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh Ngài. Ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, đặng dựng các tầng trời và lập nền đất, cùng nói với Si-ôn rằng: ngươi là dân ta. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén xoàng ba, uống cho tới cặn. Trong vòng các con trai mà Giê-ru-sa-lem đã sinh ra, chẳng một đứa nào để dắt nó. Trong vòng các con trai nó đã nuôi, chẳng một đứa nào đến cầm lấy tay. Hai sự này, tức là diệt vong và hủy phá, đói kém và gươm dao, đã đến cho ngươi. Mà ai là kẻ sầu não vì ngươi? Ta sẽ lấy gì yên ủi ngươi? Các con trai ngươi đều hao mòn, nằm ngổn ngang nơi ngã ba đường phố, như con nai mắc trong lưới, đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va và sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi. Vậy bây giờ, hỡi ngươi là kẻ khốn nạn, là kẻ say nhưng không vì rượu, hãy nghe điều này. Chúa Giê-hô-va ngươi, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng binh vực dân mình phán như vậy: này, ta đã lấy lại chén xoàng ba từ tay ngươi, tức là cặn của chén thạnh nộ ta. Rày về sau, ngươi sẽ không uống nó nữa. Ta sẽ để chén ấy trong tay các kẻ hà hiếp ngươi, tức là các kẻ bảo ngươi rằng: hãy cúi xuống, đặng chúng ta bước ngang qua. Rồi ngươi cong lưng sát đất, như con đường cho người ta qua lại. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống,
cùng các sự khác giống như vậy, con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.